Nhưng thương cho cái nghề của anh, nó đặc biệt và cũng thật khắc nghiệt. Các anh gửi tình vào công việc, ngày đêm bám tàu, bám biển, đến những giàn khoan đêm ngày rực lửa, khơi mạch vàng đen tuôn chảy giữa biển đông. Còn những hậu phương như chúng tôi vẫn gửi tình vào biển, nhờ sóng mang đến cho các anh. Không biết từ bao giờ tôi thấy mình yêu biển, không chỉ vì biển đẹp, mà là vì ở đó luôn có anh. Vâng ạ, câu chuyện tình yêu của bạn ngọt ngào và lãng mạn quá. Hiện giờ thì chồng bạn cũng đang lênh đênh trên biển, đang công tác đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Bao lâu rồi ạ? Dạ hơn một tuần thôi ạ. Đã thấy nhớ chưa? Dạ rất là nhớ, và thật ra là mỗi lúc mà đưa chồng mà lên cảng đó, chia tay thì lúc nào cũng rung rướm, mặc dù là rất là nhiều lần mà cảm xúc đó nó vẫn giống nhau. Vâng, có một món quà nho nhỏ của chương trình muốn dành tặng cho Như. Ngay bây giờ ở sân khấu của giờ thứ 9, bạn có thể hướng mắt lên màn hình nhé. Chào em, hiện tại anh đang kéo dưới dàn PVD 2 tại khu vực Mỏ Rồng. Do đặc thù công việc phải công tác ở trên các công trình biển, khiến anh phải xa em và con nhiều thêm. Tuy nhiên em và con ở nhà cứ an tâm. Công việc của anh tuy có vất vả, nhưng bù lại anh em trên tàu đoàn kết, và công đoàn tàu thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho anh em, nên giúp phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ và nhớ con. Anh mong em và con ở nhà giữ gìn sức khỏe để luôn là hậu phương vững chắc, để anh an tâm công tác, tiếp tục sự nghiệp, tìm giàu làm giàu cho Tổ quốc. Máy yêu em, xin cảm ơn chương trình.